Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, thông tin về những ngày đầu sau giải phóng trên thành phố Sài Gòn năm 1975. Diễu binh mừng chiến thắng. Thứ năm ngày 15 tháng 5. Ngày hôm nay, nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh Hồ Chí Minh, bắt đầu tổ chức những lễ hội mừng giải phóng Sài Gòn kéo dài trong 3 ngày. Một lễ đài được dựng lên phía trước dinh độc lập trong một thời gian kỷ lục bởi những người mặc quần áo màu xanh lá cây Người này chưa cưa xong tấm ván người khác đã đóng đanh. Người thứ ba lập tức sơn và người thứ tư mang đến những cây xanh và cờ. Sáng nay, vào lúc 8 giờ, trên lễ đài trời nắng gay gắt, một vị cao tuổi, mặt tròn, bước đi khó khăn ngồi xuống một chiếc ghế bành có ô che nắng. Đó là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Tôn Đức Thắng. Ngồi bên cạnh cụ là một người mặc bộ đồ màu xanh nhạt, tóc hoa dâm cắt ngắn. Đó là Thủ tướng Chính phủ Cách mạng Lâm Thời Huỳnh Tấn Phát trong số các nhân vật quan trọng chúng tôi nhìn thấy có ông lê đức thọ luôn tươi cười sau cặp kính đeo mắt bà nguyễn thị bình sắc sảo linh hoạt hơn bao giờ hết tướng trần văn trà trong bộ quân phục đại lễ các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao trong quân phục màu xanh tươi ngực đầy huân chương các thành viên phái đoàn ngoại giao chủ yếu đến từ hà nội bổ sung thêm cho một số rất ít nhà ngoại giao còn ở lại sài gòn vài hòa thượng khoác áo cà sa màu da cam và tổng giám mục địa phận sài gòn nguyễn văn bình Toát mồ hôi trong chiếc áo dài lụa đen có khuy màu tím, phải nhờ chiếc quạt giấy để có được ít gió. Nhiều bài phát biểu liên tiếp trong buổi lễ. Ông Phát là nhân vật quan trọng hàng đầu của chính phủ cách mạng lâm thời và là người đầu tiên phát biểu công khai kể từ ngày Sài Gòn được giải phóng. Ông nhấn mạnh, Việt Nam là một nước dân chủ, ông mong muốn thiết lập những quan hệ hữu nghị với tất cả các nước không phân biệt chế độ chính trị. Ông sẽ tôn trọng các chính kiến đa dạng sau bài diễn văn là cuộc diễu binh, kém hấp dẫn rất nhiều so với ngày xe tăng bắt đầu tiến vào Sài Gòn. Nhưng trong cuộc diễu binh này, những thanh trắng trước mũi xe tải do Liên Xô, Trung Quốc chế tạo đã được sơn trắng, các xe tăng đã được cọ rửa, khung xe được đánh bóng, và tất cả bộ đội ngồi trên xe đều đeo găng tay trắng. Những lính thủy mặc quân phục trắng, cổ áo xanh lơ mở đầu cuộc diễu binh. Tất cả đều ngồi trên 16 chiếc xe tải Molotova, xếp thành 4 khối, mỗi khối 4 hàng ngang. Bốn hàng dọc, người lính nào cũng đội mũ cứng màu trắng, nắm trong tay khẩu AK, loại vũ khí lợi hại do Trung Quốc chế tạo, viên đạn rất nhỏ nhưng có thể khoan thủng hoặc làm vặn vẹo một tấm lá trắng sắt thép. Tiếp theo là những đơn vị bộ binh cũng ngồi trên 16 chiếc xe. Sau bộ binh chủ lực là các đơn vị địa phương quân, mặc đồ đen, trang bị vũ khí tước được của địch, thường là súng Mở 56 của Mỹ, rồi đến các nữ chiến binh cũng mặc đen. Quấn khăn rằn có những hình ô vuông màu đen và trắng trên cổ. Cuối cùng là những đơn vị tự vệ công nhân, quần xanh, mũ lưỡi chai xanh, giày vải trắng. Sau đó một quãng là những khẩu pháo 130 do xe tải kéo, những khẩu cao xạ hai nòng, những cỗ pháo phòng không các loại, những ống phóng dốc kép, những trọng liên đế bằng, những xe tăng T-54, những tên lửa khổng lồ đặt trên giàn phóng có xe kéo. Đến 10 giờ mọi cuộc diễu hành đều kết thúc. Buổi chiều, Hai phi đội MiG-21 lượn vài vòng thấp rất gây ấn tượng. Buổi tối có bắn pháo hoa rực rỡ trên bờ sông. Đây không phải là buổi trình diễn pháo hoa đẹp nhất mà tôi đã từng được xem, nhưng mà kéo dài nhất. Đám đông đi lại nhởn nhơ rất lâu trong đêm nồng ấm. Cuộc dạo chơi trong vườn cây bên bờ sông Sài Gòn ngập nước phù sa gợi nhớ lại những bờ sông Tigris ở thành phố Baghdad bên Iraq. Lứa tuổi thanh niên đang tìm thấy, hoặc lại tìm thấy cảnh nhàn tản tươi vui, gợi cảm bóng tối đã nuốt chửng những người bị thương, què cụt, mù lòa, những người bị bom napalm, những người bị bệnh phong, những người không nhà cửa, không gia đình họ hàng, không tiền của, những người thường vào những giờ nhất định lại xuất hiện ở trung tâm Sài Gòn, đặc biệt là gần những khách sạn lớn, biến nơi đây thành một cái sân phức tạp. Một mảnh trăng lưỡi liềm nhô lên trên các sân thượng, trên những cột tàu thuyền đều mắc nhiều bóng đèn điện kết thành hình cây thông trong lễ Noel từ xa vẳng lại những âm thanh của một dàn nhạc đang chơi những bài thời thượng. Nhiều lúc, tôi đã nghĩ, Sài Gòn đã trở lại niềm vui được sống. Những cảnh tương phản, thứ sáu ngày 16 tháng 5, ngày thứ hai của lễ hội, đã hết diễu binh, liên hoan, bắn pháo hoa, nhưng ngày hội vẫn còn, chỉ có vài cửa hàng cửa hiệu mở cửa, vắng khách, không ai mua gì hơn ngoài gạo và rau. Hàng ngày đều có mưa rông hoặc mưa rào, gió mùa đã về, biến đường xá thành những rãnh nước và đồng ruộng thành ao hồ. Thất vọng. Lá thị ba, người làm công cho ông gióc đứa đang thất vọng. Ngôn ngữ Việt Nam rất tinh tế. Thị ba có nghĩa là người con gái thứ ba, tác giả nhầm. Ở miền Nam, người con đầu lòng thường được gọi là anh hai hoặc chị hai. Vậy thì chị ba không phải là người con gái thứ ba. Người đàn bà này phải phục vụ ông bạn gióc được của tôi trăm công ngàn việc, phải nấu nướng những món ăn ngon không ngày nào giống ngày nào. Thật sự. Đây là người chị cả hoặc một bà cô chứ không phải là em gái thứ ba. Những người đàn bà nhiều tuổi này có một trực giác kỳ lạ, chỉ mới nghe nửa câu đã hiểu và còn biết sử dụng cả máy điện thoại. Vậy mà thị ba đang thất vọng, con gái của bà là một tiến sĩ luật đang ở thành phố Nice bên Pháp. Bà muốn được đi theo con, nhưng bà đang lo không được lãnh sự quán cấp thị thực nhập cảnh vào Pháp. Sáng nay, bà nói với Joker, nếu quả thật tôi không được đi, tôi sẽ tự tử. George nói nhỏ với tôi. Rồi anh xem, bà ta đã tiết lộ với tôi rằng bà đã mua hai ống tuyếp thuốc ngủ. Ông sắp, thứ bảy ngày 17 tháng 5. Tại Bộ Ngoại giao, người ta đã đồng ý cho phép chúng tôi điền vào các thể thức thủ tục xin thị thực xuất cảnh. Sẽ có một máy bay đưa chúng tôi tới Viên Trăn. Bao giờ? Sắp, một ngày trôi qua, chưa có tin gì cả. Chúng tôi liền đặt cho người phụ trách báo chí của Bộ Ngoại giao cái tên, ông Sắp mệt mỏi vì chờ đợi. Lại thêm bực bội vì ngày nào loa phóng thanh cũng ầm ĩ. Sự chuyển đổi. Ngày hôm qua các vị chức sắc người Pháp ở Sài Gòn còn đi lại bằng xe ô tô. Sáng nay, một đoàn do Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp dẫn đầu phải đi xe đạp tới truyền hình Pháp. Đây là sáng kiến của phóng viên Jean Latterwey và phải hiểu đây là một ý nghĩ nực cười. Xăng đang rất thiếu vì phải dành cho các xe quân sự một phần thành viên chính phủ xuất hiện công khai trong buổi lễ duyệt binh này lại lui vào bí mật hoặc trong hậu trường. Rất khó có dịp được gặp nhân vật có lẽ quan trọng nhất ở miền Nam Việt Nam. Đó là ông Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị. Lệnh giới nghiêm Đã ba tuần nay, lệnh giới nghiêm đang ngả theo chiều hướng bị xếp xó. Một thông báo đăng trên tờ Sài Gòn Giải Phóng cho biết, từ nay lệnh này chỉ tiến hành từ nửa đêm đến 5 giờ sáng. Bản thông báo cũng ghi rõ, trừ các trường hợp đau đẻ, cháy, Cấp cứu sẽ báo cáo ngay với cán bộ khu phố. Đài phát thanh Continental, chủ nhật ngày 18 tháng 5, chúng tôi đã nhận lại được các hộ chiếu trong đó các nhà chức trách ghi rõ thị thực xuất cảnh có hiệu lực đến ngày 25 tháng 5 bằng đường không hoặc đường biển cũng được. Lập tức cái thế giới thu nhỏ của các nhà báo thường ngồi trên thềm khách sạn Continental lại bắt đầu suy tưởng, đoán mò. Liệu xem đến ngày 25 tháng này có ra đi được không? Không đâu. Cái thời hạn 25 này chẳng nói lên điều gì cả. Thế tại sao người ta lại ghi thêm đi bằng đường biển cũng được? Là bởi vì không có máy bay. Không phải, mà là vì có một trục trặc gì đó ở Lào, sân ga hàng không viên chăn phải đóng cửa. Ai bảo anh thế? Đó là X, anh ta vừa nghe Đài Australia. Chắc chắn chứ? Không chắc. Thế thì có lẽ chúng ta sẽ đi bằng tàu biển và rồi mọi người lại tưởng tượng đến những cuộc hành trình qua Hồng Kông, Manila, Bangkok, Singapore, rồi tính toán khoảng cách, rồi ước lượng chiều dài của hành trình và cứ thế nói mãi, nói mãi. Này, hầu bàn, cho một chầu nữa. Và cuộc họp lại tiếp tục. Chuyện phiêu lưu của tàu 602. Bốn chiếc tàu chiến nhỏ của quân đội Sài Gòn mang các số hiệu 602, 230, 330, 331. Ngày 30 tháng 4 đã di tản sang Singapore. Sau khi tới Singapore ngày 5 tháng 5, đến ngày 9 tháng 5 lại đi sang Philippines. Trên tàu 602 có một số binh sĩ hải quân không muốn theo đuổi cuộc sống nô lệ ở nước ngoài và đã xung đột với nhóm sĩ quan ngoan cố. Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của Trung úy Thái Văn Lệnh, tàu 602 đã trở lại. Tin này đã được phát đi trên đài giải phóng. Tuy nhiên, trong thành phố vẫn xì xào những tin đồn trái ngược. Vẫn có những kẻ phao tin rằng bọn này quay trở lại vì chưa mang theo được vợ con đi cùng. Sự thay đổi. Trong khu phố trên đường Tự Do, có một sự chuyển biến đang diễn ra tuần tự và kín đáo. Đầu tiên là những biển hiệu mát xa biến mất, tiếp đó là các quán bar chuyển thành những tiệm cà phê lành mạnh. Các cô gái mát xa và mời rượu trở thành những cô bán nước giải khát, có cặp mắt bẽn lẽn nhìn xuống. Mỗi ngày qua đi lại mang đến một sự thay đổi. Đây là một vách ngăn bị dỡ bỏ, thay vào là một bức tường mới xây lên nơi khác là một cửa hàng mới sửa lại. Tôi biết chắc chắn, chỗ này hôm qua hãy còn là một hộp đêm, sáng nay đã chuyển đổi thành một cửa hiệu giặt ủi. Tuần tra trên đường phố, thứ hai ngày 19 tháng 5, vẻ tươi vui trong lòng của các nhà báo ở Sài Gòn bắt đầu xẹp dần. Bộ đội cũng vậy, đã có một số bộ đội bị ám sát trong ba ngày liền, phần lớn bị đâm bằng dao găm tại những nơi vắng vẻ và cũng có khi ở ngay cả chỗ đông người. Các nhà chức trách không nói gì về chuyện này. Nhưng trong thành phố toàn loan truyền những tin đồn đại, tôi nghĩ cần phải nghi ngờ những câu chuyện mà đúng ra phải được xác minh tuyệt đối chính xác bởi người thông tin biết chắc chắn. Dù thế nào đi nữa, quân đội cũng nghiêm túc đề phòng. Cứ nhìn những đội tuần tra đi hàng dọc trên đường phố mang theo máy bộ đàm là đủ rõ. Những đội tuần tra này gồm có những binh sĩ đơn vị chủ lực, cánh tay đeo băng vải có ghi QCGP, có nghĩa là quân cảnh giải phóng, có cả hai loại băng vải nữa ghi KSTT tức kiểm soát trật tự và KSAN, tức kiểm soát an ninh. Những người đeo hai loại băng này thường là lực lượng dân phòng, đôi khi trang bị tiểu liên hoặc súng trường Tịch Thu được của Mỹ, một số là thanh niên rất trẻ tuổi. Buổi tối, vào lúc trước nửa đêm, tôi trở về khách sạn được chứng kiến một cuộc đụng độ. Có những kẻ nào đó nấp trên mái nhà, bắn vào đội tuần tra rồi chạy vào khu vực gần khách sạn Continental lần trốn. Chúng lập tức bị đuổi theo nhưng vẫn chạy thoát. Bộ đội tổ chức truy lùng. Tôi nghe thấy có những tiếng súng nổ trên đường phố tôi vừa đi qua. Rồi có hai người mặc thường phục vút qua như chạy trốn. Một tốp người mặc quân phục xanh lá cây đuổi theo. Năm phút sau, tình hình lại yên tĩnh. Việc gạo ăn hàng ngày. Số dân nội thành Sài Gòn đã quá tải vì những người lãnh nạn chưa quay về chỗ ở cũ. Một triệu viên chức chế độ cũ không được trả lương. Các ngân hàng đều đóng cửa từ ngày 30 tháng 4. Nhiều nhà máy không hoạt động việc buôn bán chỉ cầm chừng và thừa vắng. Các nhà chức trách chính quyền giải phóng đang cố hết sức khởi động lại cuộc sống kinh tế, nhưng cỗ máy chỉ mới chuyển động từ từ, phải phân phối gạo tại các khu phố. Mỗi người dân được cấp 20 kg gạo và 3.000 đồng trong một tháng. Dân Sài Gòn lúc này đã có tới hơn 3 triệu người. Nạn thiếu đói cùng với số tù thường phạm thoát khỏi các nhà giam trong ngày giải phóng làm cho nạn trộm cướp hoành hành mỗi ngày một tăng. Sáng hôm qua, ngay tại trung tâm thành phố, tôi được chứng kiến việc bắt giữ bốn tên cao bồi. Đó là bốn thanh niên phóng xe Honda bạt mạng. Bọn này bị chặn lại, đứng úp mặt vào tường, bị lục soát kỹ xem có đem theo vũ khí không rồi bị giải về đồn công an. Mỗi khi trở về khách sạn vào lúc quá khuya, tôi đều thấy trên đường đi có dựng các vật cản. Bình lính nói to với những kẻ còn tụ tập trên đường vào lúc đã khuya. Này, giải tán đi, nếu không tôi bắn đấy nhưng bộ đội không nổ súng. Còn ở một vài khu phố khác, vào giờ này, có nghe thấy tiếng súng tiểu liên. Lại bọn cao bồi bị săn đuổi chăng? Phải chờ đến sáng mai, xem báo giải phóng mới biết chính xác. Xem phim Điện Biên Phủ. Chỉ với 150 đồng, nghĩa là chưa đầy một franc có thể mua vé xem phim từ Bắc Việt Nam đưa vào. Phần lớn là phim tuyên truyền. Nhưng cuốn phim về trận Điện Biên Phủ, dù hình ảnh còn kém vì quay từ 25 năm trước, khi xem lại rất thú vị có những cảnh mở đường xuyên rừng, những đoàn xe ô tô tiếp vận đi trên sườn núi, những cảnh khiêng, vác, kéo những khẩu pháo nặng bằng sức người, cảnh những chiến sĩ vui vẻ hồn nhiên thổi kèn harmonica trong lúc chờ đợi giờ xuất phát tiến công. Nhưng, đối với những người Pháp, những cảnh cuối phim rất nặng nề khi chiếu lên hình ảnh từng đoàn tù binh dài dằng dặc vừa đi vừa phất cờ trắng. Những người lánh nạn bị bỏ quên. Thứ tư ngày 21 tháng 5, trong sân nhà tu kín, chung quanh nhà thờ trong vườn cây trong trường học trước mặt đều chật ních những người lánh nạn họ đang chờ một chuyến xe để trở về đà nẵng hoặc nha trang người ta nói với tôi là cha thanh người đã phát động cuộc đấu tranh chống tham nhũng dưới chế độ thiệu đang đi vắng ông đi tìm những xe tải xe con chất đất điều đáng ca ngợi là mặc dù gặp nhiều trở ngại ông không bao giờ nản lòng một niềm tin cộng với một tinh thần dũng cảm đó là điều tôi hiếm thấy những đội tuần tra được tiến hành nhiều hơn cảnh giác hơn trên các đường phố. Vào đêm, lụy chưa đến giờ dưới nghiêm, các phố đã vắng tanh. Phải bao nhiêu thời gian nữa mới ổn định được thành phố này? Ba tháng, sáu tháng, một năm, điều chắc chắn là nhất định sẽ bình ổn được. Cuộc săn lùng sách, thứ năm 22 tháng 5. Sáng nay, vụt một cái, tất cả những sạp bán sách trên vỉa hè, gần dạp chiếu bóng rách, đều biến mất. Trước kia, ở đây thường bán những cuốn sách mà trong các thư viện sài gòn sẽ không có nữa đó là những loại sách độc hại đối với chủ nghĩa cộng sản thanh niên hiểu rằng đây là những cuốn cuối cùng được bán hạ giá chỉ trong vòng một tuần họ đã lao đến các sạp bán sách mua vét hết chán sống tôi gặp lại riêng cô gái pháp bị bỏ rơi vào cuối buổi chiều đang ngồi trước một tách trà đã cạn tại một tiệm cà phê cô gái có vẻ buồn hai người bạn gái đi cùng với cô giúp tôi phiên dịch cô cho biết một trong hai cô gái vị thành niên lánh nạn tại nhà cô đã tự tử cô bé tội nghiệp đã uống hết cả một tuyếp thuốc Nivaquin. và bây giờ đến lượt ba cô gái tươi trẻ xinh xắn lại bắt đầu nói với tôi về chuyện tự tử tôi nói vào tuổi các cháu phải nghĩ đến chuyện sống tại sao lại phải sống chúng cháu không còn hứng thú gì với cuộc đời này tôi thừa nhận đây không phải chỉ là câu nói cửa miệng bởi vì trong người các cô gái này đều có mang theo hàng trăm viên thuốc nhỏ màu trắng một chuỗi im lặng kéo dài làm ngừng câu chuyện tuyệt vọng bữa ăn tối trong khu phố đang vắng dần người ta chỉ còn nghe thấy tiếng gõ lạch cạch đều đặn theo một nốt nhạc của một chú bé báo hiệu bữa ăn tối đã chuẩn bị xong và thế là trong bóng tối đang ập xuống những người vóc dáng bé nhỏ ngồi xổm ngay trên hè chung quanh người phụ nữ nấu ăn lặng lẽ và chăm chú đang múc từ trong nồi nghi ngút bốc khói đổ vào những cái bát một thức ăn hỗn hợp mì sợi dài và mảnh những mẩu thịt và một ít rau Đứa trẻ tiếp tục gõ nhịp trên thanh gỗ, mời khách ăn. Hãy đến đây, đến đây. Khi những tiếng gõ đều đều này đã ngừng, những dư âm vẫn ám ảnh tôi, như tiếng trống trong đêm châu Phi. Gió mùa, thứ sáu ngày 23 tháng 5, và khoảng 11 giờ sáng, một người trong bọn chúng tôi được cử đi thăm dò tình hình ở Bộ Ngoại giao, trở về vui vẻ nói. Xong rồi, các bạn ơi, chuẩn bị ra đi. Một giờ nữa phải có mặt tại sân bay chúng tôi vội vàng thu xếp hành lý. Chúng tôi đây, tức là 82 phóng viên báo viết, báo nói, báo hình phương Tây bị mắc kẹt tại Sài Gòn sau ngày giải phóng, gồm 49 người Pháp, 33 người Nhật Bản, 15 người Anh, 9 người Mỹ, 6 người Đức, 4 người Italy, 2 người Bỉ, 2 người Thụy Sĩ, 1 người Hà Lan, 1 người Đan Mạch, 1 người Australia, 1 người New Zealand và 1 người Ấn Độ. Vài ngày trước khi chế độ cũ đầu hàng, Chúng tôi có tới hơn 350 nhà báo. Lúc đó, chúng tôi đã có thể ra đi trên một trong những chuyến máy bay cuối cùng hoặc leo lên một máy bay lên thẳng của Mỹ, nhưng chúng tôi đã thích ở lại. Chúng tôi cũng đã biết rõ ở lại thì sẽ phải hứng chịu những gì, nhưng một sự say mê tò mò đã khiến chúng tôi không sợ hãi. Và lúc đó, chúng tôi không nghĩ rằng sẽ ở lại lâu như thế này. Kể ra, chúng tôi cũng khá ngây thơ. Ngay sau ngày Sài Gòn thất thủ, chúng tôi đã không ngừng đề nghị chính quyền mới tìm cách cho chúng tôi được rời khỏi việt nam người ta đã hứa sẽ làm mọi việc cần thiết nhưng sau đó lại cho biết là gặp nhiều vấn đề về phương tiện kỹ thuật những vấn đề kỹ thuật nào chúng tôi biết đường băng sân bay tân sơn nhất vẫn còn sử dụng được đài kiểm soát không lưu vẫn còn hoạt động ngoài ra chúng tôi còn nhìn thấy sáng nào cũng có một chuyến máy bay từ hà nội vào mang theo hành khách và báo chí bắc việt nam tác giả đã suy diễn trong những ngày đầu giải phóng sài gòn chỉ có máy bay quân sự hoạt động, chưa có máy bay dân dụng và chưa thiết lập được tuyến đường hàng không chở hành khách Hà Nội Sài Gòn. Sự thật là các nhà chức trách của chính quyền mới trước quy mô và tốc độ nhanh chóng của chiến thắng đã rất rối bận, còn nhiều việc phải giải quyết hơn là chăm sóc giới báo chí phương Tây. Ngày nào chúng tôi cũng hỏi xin một chuyến bay. Lần nào, người ta cũng trả lời: "Chúng tôi đang thu xếp, hãy kiên nhẫn." tất cả những bức điện chúng tôi gửi về cho các chính phủ của chúng tôi ở paris london bonn roma tokyo đều không thay đổi được tình hình tôi không nghĩ rằng bộ ngoại giao pháp phải lo lắng lắm về số phận của chúng tôi tất nhiên sài gòn không phải là nông penh dưới chính quyền của khmer đỏ chúng tôi không phải khổ sở chúng tôi có thể đi lại tự do trong nội thành và ngay cả làm một vài chuyến đi ra ngoài không hỏi ai cả cũng vẫn được Điều chúng tôi phàn nàn là họ đã đối xử với chúng tôi như chúng tôi là một lớp học sinh bị phạt, bị giữ lại trong lớp. Họ coi như chúng tôi không có mặt. Chúng tôi cũng không được tiếp xúc với các nhà lãnh đạo như bà Nguyễn Thị Bình, ông Nguyễn Hiếu Thọ. Các nhân vật lãnh đạo khác cũng lần tránh. Họ nghi ngờ chúng tôi chăng? Tôi không tin như vậy. Họ dừng dưng với chúng tôi chăng? Chắc chắn là không. Họ bận quá nhiều công việc. Nhất định rồi. Họ còn mắc nhiều cuộc họp hành, thảo luận. Cũng có lẽ, nhưng điều chính yếu là họ không thấu hiểu sự cần thiết của thông tin. 30 năm chiến tranh và thắng lợi rực rỡ đã không tạo ra được sự cần thiết phải có những quan hệ tốt với giới báo chí. Tôi không oán trách ai hết. Tất cả mọi người đều đối xử rất lịch sự với chúng tôi. Tôi chỉ muốn chính quyền mới có một người phụ trách thông tin sáng suốt. Cuối cùng, sau 24 ngày chờ đợi, trưa hôm nay chúng tôi đã được mời tới sân bay. Chúng tôi đã tới. Người nào cũng ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển, mang vác nặng nhưng vẫn cứ phải chờ. Người ta đưa cho chúng tôi mỗi người một cái vé máy bay Sài Gòn, viên chăn với giá 120 đô la. Dĩ nhiên, phải là đồng đô la. Tôi chỉ có tiền franc, bị lườm nguyết, tiền gì thế này? Ông mà lại không có đô la à? Và cái tờ giấy mệnh giá 500 franc này, liệu còn lưu hành không? Tôi đã cảm thấy đã đến lúc tôi bị từ chối. Nhưng rồi mọi việc đều ổn thỏa. Đúng lúc đó, nhà ga hàng không lại báo tin, đến sáng mai máy bay mới cất cánh được. Lý do, chẳng ai biết cả. Tôi hỏi một nữ tiếp viên mặc bộ áo dài màu đỏ và được trả lời. Đó là tại gió mùa, sân bay Viên Trăn chiều nay không tiếp nhận máy bay hạ cánh. Chúng tôi đành cục tài quay trở về thành phố. Tự do, tự yêu quý. Thứ bảy ngày 24 tháng 5, 7 giờ sáng, tất cả chúng tôi lại có mặt đầy đủ ở sân bay Tân Sơn nhất. Ngoài ra còn có vài đại diện sứ quán Pháp và ông đại biện lâm thời Nhật Bản cũng tới để quan sát những thể thức, thủ tục hải quan. Hành lý của chúng tôi phải qua một cuộc kiểm tra rất kỹ, kéo dài không dưới 3 giờ. Cuối cùng, đến 10 giờ chúng tôi được đưa tới một chiếc máy bay bốn động cơ, sơn hai màu xanh và trắng, có lính canh chung quanh. Đến chân cầu thang máy bay một lần nữa chúng tôi lại phải đưa trình hộ chiếu và soát lại lần cuối cùng thị thực xuất cảnh. Khắp nơi chung quanh, trên các sân đỗ máy bay đều là các loại máy bay tiêm kích, vận tải, lên thẳng bị phá hủy. Chúng tôi leo lên chiếc máy bay dành riêng cho mình. Đó là một chiếc Ilyushin 18 do Liên Xô chế tạo, sơn nhãn hiệu máy bay dân dụng Việt Nam, nhưng tổ lái đều là quân nhân. Chúng tôi ngồi vào ghế, nữ tiếp viên đưa kẹo caramel đến mời. Máy bay sắp cất cánh, một sĩ quan bước vào khoang hành khách, khẩu súng ngắn đeo sệ bên đùi, đi lại giữa hai hàng ghế đếm đầu người rồi đếm lại một lần nữa. Sau đó, ông ta mới hướng về chỗ phi công, cũng đeo súng ngắn, nói to. Được rồi, điểm số xong rồi, có thể cất cánh. Máy bay hướng thẳng về phía bắc, lướt tới Đà Nẵng, ngoặt sang phía tây ra biển. Sau 2 giờ bay chúng tôi đã hạ cánh xuống Viên Trăn. Tại sân bay Viên Trăn đã có nhiều phóng viên nhiếp ảnh và quay phim đón đợi, cứ y như là chúng tôi vừa sống sót sau một cuộc thám hiểm. Mặc dù ở đây cũng nóng và ẩm như Sài Gòn, nhưng bầu không khí bên Lào làm chúng tôi dễ chịu. Đối với chúng tôi bầu không khí này có hương vị của sự tự do. Tối đến, tôi nằm lăn xuống giường trong khách sạn Imperial, người mệt nhoài. Mới dạng sáng một tiếng nổ lớn làm tôi bừng tỉnh. Đang còn ngái ngủ, tôi chạy vội ra cửa sổ, cứ tưởng vẫn còn ở Sài Gòn. Đó chỉ là tiếng sấm của cơn rông. Từ bên kia đường phố, trong vườn một tòa biệt thự quét vôi màu trắng là nơi tôi đã biết. Từ hai năm trước, khi phục vụ trong quân đội Hoàng gia Lào, tôi nhìn thấy một lính gác đang đi đều bước. Quân phục bằng vải kaki, súng AK-47 của Trung Quốc, mũ kiểu Mao, nhưng đeo phù hiệu Pathet Lào. Tốt, cứ thế tiếp tục. Kết luận, có những lúc, lịch sử tiến gấp. Hồi đầu năm 1975, ai dám nghĩ là cuộc chiến tranh dài nhất thế kỷ 20 lại kết thúc trong vòng chỉ có ba tháng. Lúc đó, ai có thể nghĩ được rằng sài gòn sẽ rơi rụng như một trái chín gần như không chiến đấu tất cả diễn ra rất nhanh tới mức những hình ảnh cũng bị nhiễu và nhòa do không có thời gian để suy ngẫm lúc này từng người đang giải thích một cách tùy theo phe phái tầng lớp chính đảng quan điểm và tư duy của mình không ai ngăn được những người này nhận định rằng việc chiếm lĩnh sài gòn là chiến thắng lớn và đúng là một đại thắng nhưng cũng không ai cấm được người khác cho rằng không phải như vậy Do tình hình rất phức tạp, nên người ta muốn tuyệt đối thu hẹp trong những giả thiết. Ngược lại, tất cả đều phải trắng, đen rõ rệt. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều thỏa thuận trên ba điểm. Chiếm được Sài Gòn là một trong những sự kiện quan trọng nhất trong ba thập kỷ nay. Và cũng là sự kiện quan trọng nhất của châu Á sau khi Bắc Kinh, của tưởng giới thạch, sụp đổ năm 1949. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 mai kia sẽ được ghi trong sử sách như điểm kết thúc cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm, nhưng ngày kỷ niệm này còn có giá trị tiêu biểu gấp 4 lần nữa, tiêu biểu cho tất cả nhân dân các dân tộc thuộc địa. Đây là thắng lợi rực rỡ chống chủ nghĩa thực dân, tiêu biểu cho tất cả các kẻ thù của Mỹ trên toàn thế giới. Đây là thất bại của Mỹ cả về quân sự lẫn chính trị. Dưới mắt những người châu Á, đây còn là tiêu biểu cho thời điểm quyết định loại trừ bọn thực dân da trắng đã thống trị lục địa da vàng từ năm thế kỷ nay dưới mắt nhân dân các nước phương tây cũng như các nước trong khối cộng sản đây là tiêu biểu cho bước tiến quyết định tới chủ nghĩa cộng sản phần còn lại là thử tìm hiểu xem có phải sự kiện vừa xảy ra đã được tính toán từ hai năm trước đó không tôi không muốn nói là đã nhìn thấy trước từ rất lâu những nhà quan sát sáng suốt đã báo trước sự kiện này không cần phải có khả năng của nhà tiên tri mới biết được điều đó tôi muốn nói là việc thôn tính miền Nam Việt Nam đã đặc biệt ghi ngầm một cách bóng gió trong các hiệp định Paris. Ai chẳng biết, Kissinger và Lê Đức Thọ đều đã được giải thưởng Nobel vì hòa bình và họ đã bí mật đàm phán với nhau những gì nữa. Ngược lại, nếu vứt bỏ lời giải thích này, thì sẽ không hiểu nổi rằng Bắc Việt Nam đã theo đuổi trong hai năm việc chuẩn bị cho cuộc tiến công cuối cùng mà không làm dấy lên một lời phản đối nào, một sự phản ứng nào về phía chính quyền Mỹ. Nhưng các nhà quan sát đã bắt đầu nhìn rộng ra cả ở bên ngoài việt nam nhìn đến campuchia là nơi đang tiến hành một cuộc cách mạng triệt để có lẽ đây là cuộc cách mạng triệt để duy nhất trong lịch sử cuộc cách mạng này đã san bằng mọi thứ trong quá khứ để muốn xây dựng một xã hội hoàn toàn mời đi lên từ hạt gạo nguyên thủy gieo trong đồng ruộng đó là ý chí của khmer đỏ các cặp mắt cũng hướng về lào nơi đang phát triển từ từ hòa bình bằng các biện pháp chính trị êm ái không ẩm ý. Phải chăng, trường hợp ở Lào là một con bài domino bằng cao su? Và, rồi các nhà tiên tri đoán điểm cũng đã báo trước con bài domino sắp tới, đó là Thái Lan. Tóm lại, toàn bộ Đông Nam Á đều chấn động dung chuyển về việc đánh chiếm Sài Gòn. Còn tại chính thành phố này thì hiện nay đang diễn ra những sự kiện gì? Những gì mà tôi nhìn thấy ở đây, trong tháng năm tuyệt đối chưa cho tôi nói gì được về tương lai. Chúng tôi là 125 nhà báo cùng trải qua một trường hợp. Chúng tôi đã chăm chú quan sát những gì diễn ra trước mắt mình. Chúng tôi đã chứng kiến một sự kiện lịch sử, sự dung chuyển của một thế giới. Người ta bảo tôi, Nam Việt Nam sẽ trở thành cộng sản. Chắc chắn, đó là điều đáng chờ đợi. Nhưng trong bao lâu, là theo cách nào? Việc này đòi hỏi phải có thời gian và phải trải qua nhiều giai đoạn. Chế độ này sẽ tuần tự tiến triển từ màu hồng qua hồng thẫm rồi mới đến màu đỏ người ta còn bảo tôi, Hà Nội sẽ thống nhất toàn bộ đất nước dưới sự cầm quyền của họ. Chắc chắn rồi, đó là mục tiêu của họ. Nhà cầm quyền Hà Nội đã nhiều lần tuyên bố như vậy. Vấn đề này cũng đã được ghi trong các văn bản Hiệp định Geneva 1954. Đây là một trong những tư tưởng mãnh liệt của Hồ Chí Minh. Nhưng việc hợp nhất 45 triệu dân này không thể thực hiện ngay lập tức. Không thể kết hôn hấp tấp hai chế độ, hai nền kinh tế, hai hình thức xã hội, hai mức sống, hai lối sống khác nhau đó là chủ nghĩa cộng sản ở miền Bắc và cái gọi là chủ nghĩa tư bản xuống dốc ở miền Nam. Trong vài khoảng thời gian nữa, và chắc chắn là trong nhiều năm nữa vẫn có hai lá cờ phấp với lung bay ở miền Nam Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng của Bắc Việt và lá cờ xanh, đỏ có ngôi sao vàng ở Nam Việt Nam. Cuối cùng, vào một ngày nào đó sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về thống nhất và tiến hành tổng tuyển cử. Tất cả đều được tổ chức kỹ, và sẽ có tới 99,9% tán thành nước Việt Nam là một kế tục mấy ngàn năm lịch sử. Tôi nhớ lại hồi còn ở Sài Gòn ngày nào tôi cũng nhìn thấy một chú bé khoảng 13 tuổi, tên là Thơ, đứng trước cổng khách sạn. Hai cánh tay chú bé bị bom napalm thiêu cháy chỉ còn là hai ống thịt sần sùi, sưng phồng, giống như đống giấy gói bị vỏ nát. Chân của em cụt, bị văng đi mất, ngay trước trận bom đó lưng và cổ em còn ghi lại nhiều vết cháy bỏng. Thơ hay cười, nụ cười tươi mát, hồn nhiên của trẻ thơ, chỉ biến mất sau tuổi trưởng thành không bao giờ chú bé chìa tay xin tiền. Chú quá tự hào, không thèm đi ăn xin. Chú tập tĩnh trên chiếc chân gỗ, đi theo tôi vài chục mét. Chú nói với tôi, sau này sẽ làm gì, bằng những câu tiếng anh nghèo nàn học được trên hè phố. Tôi dúi vào tay chú vài trăm đồng, coi chú như đứa con út của tôi, cũng chạc tuổi này, nhưng đang ở một nơi rất xa. Và mỗi buổi sáng, tôi lại nhìn thấy chú bé đứng trước thềm, vẫn nụ cười tươi giói như thường lệ. Trước ngày Sài Gòn thất thủ, thơ biến mất tôi tưởng cậu bé đã chết nhưng một tuần sau chú lại trở về vẫn vui vẻ mặc dù bị tàn phế ngày hôm nay trong khi viết những dòng này đằng sau nụ cười của chú bé trên đây tôi lại hình dung thấy tất cả những người bạn người việt nam hoặc những người việt lai pháp mà chúng tôi đã chia tay đó là thanh hồng nguyễn trung dinh mác duyên tước mỹ tuấn mây và bà già thị ba